kênh làm thêm clip toàn đồ rẻ 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 rồi nghỉ trưa nha các bạn. Đầu tiên trong cái tủ này đó, các bạn sẽ thấy nha, sùm đồ luôn. Trong cái tủ này rất là nhiều đồ nè. Ở dưới hình như là hết sạch, chống lỏng. Từ chỗ này đi lên nha, mình sẽ làm một vài một clip nhanh nha. Mấy cái xe này thì hiện tại đang xài mấy cái bộ nguồn này, mình đưa ra ngoài mình thanh lý nha các bạn. Nguồn của Nhật, cái này mình cấp vào mà nó không có ra điện nha. Hàng rất là xịn. Cái này một cái nữa các bạn, đây một cái nữa, hai nè. Các bạn thấy là hàng xịn, hàng cực chất luôn. Hai con biến áp, tủ, phét, IC các kiểu. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 nè. Cái này là 3 cái giống nhau nha, 3 cái giống nhau. Ba cái chơi kỳ giá, ok, để ra ngoài luôn các bạn. Đó, ba cái giống nhau cộng với một cái nguồn này, mình bán nhanh cho các bạn 240k bao ship nha. 240k bao ship đó, 1 2 3 4 nha, 240k bao ship. Coi như là mình tính 50k một cái nha, bán lỗ. Còn 40k thì mình sẽ phụ tiền ship. Món thứ hai là cái này. Cái này khách nào nếu mà coi kênh mình nó sẽ thấy những cái video mình ráp cái máy, cái cụm máy này nè. Cái này còn ngon nha. Các bạn sẽ thấy mình ráp một cái tủ Mika, mình chạy con này nè. Rồi quay cái này. Hiện tại thì cái tủ điện đó mình đã gỡ bán rồi các bạn. Còn cái mặt này thì còn lại nè. Cái bộ đồ lồng bên trong đó mình gỡ mình bán cho anh khách. Cái mặt cái bộ này còn lại. Cái bộ này bán các bạn 300 bao ship nha. Cái này còn cực ngon nè. Cái này để thì cũng làm được việc mà thôi. Start stop các bạn. Nó dài lắm nha, mình cắt bớt rồi. Cơ bản thì cần như đây là quá đủ rồi. Này chỉnh các trục nè, MDI các kiểu. Tốc độ, dừng khẩn cấp. Ở đây là nó có hai cái tốc độ các bạn. Cái này là một cái tốc độ chỉnh của cái di chuyển không cắt gọt nha, G0. Một cái chỉnh có cắt gọt nha, phần trăm các nút. Cái này các bạn muốn gán cho nó chức năng là gì là gán các bạn ha, không có phải vấn đề. Còn cái này thì còn rất là ngon, xài rất là ngon. 300 bao ship, nó lâu sưu tầm được cái ngon ngon các bạn. Chia sẻ đam mê. Bữa nay mình soạn ra được một túi cái đèn led các bạn, không rõ là đợt lô nào nhé, sao lại còn đây. Cái lô này là lô trước nữa các bạn, hình như đơn của anh khách nào đó mà cuối cùng sao ABCD gì đó, cuối cùng để lại nha. 1 2 3 4 5 6 cỡ chục cái. 10 cái đèn led ha, khả năng cao là sáng hết nha, tại vì hình như đơn của anh khách nào đó mà cuối cùng làm sao đó. 7W nha, 7W 7W DC22V là sao ta? 3000K. Ok. Để coi coi. 7W. Ừ, 22V các bạn ơi. LED 22V. Tức là vào 220 nó ra 22V. 10 cái này mình bán nhanh 250K bao ship. Đó. 250K bao ship. Khách nào mua ủng hộ nha. Giá này mình đoán chắc chắn 100% là lỗ.
bao ship. Ok, tiếp theo một, bây giờ cái clip này là mình soạn đồ giá rẻ nha các bạn ha, mình báo giá rẻ, thật là rẻ. Còn cái này bữa nay mình khuyến mãi nè, 100k 4 bộ luôn, tức là 16 cái bánh xe, bán cho nó hết các bạn ha. Cái này thì mình thực sự là mua ủng hộ một cái chị chủ bãi, chứ mình không có ý định kinh doanh cái loại này. 100k 4 bộ nha, 16 cái một bộ, như vậy các bạn tải được tầm 100kg đổ lại nha, 80kg 100kg. Với cái tủ cái gì đó mini á, bán cũng sắp hết rồi nha. Mình còn gì bán cho hết. Clip này là toàn đồ rẻ nha các bạn. Clip này toàn đồ rẻ. Tiếp theo. Ôi mấy cái đèn 12V này rất là sáng luôn các bạn. Không biết bu chi quá trời. 6 led nè. Khách nào gắn lên xe máy làm passing, đèn pass. Các bạn biết hiện tại á, hiện tại thì cái việc mà gắn đèn các bạn, độ đèn các kiểu rất là phổ biến luôn nha. Nhưng mà khi gắn các bạn chú ý dùm là cái góc chiếu á, đừng có chĩa lên quá cao. Mình cố gắng ha, bảo vệ người đối diện. Có thể các bạn biết là cái người nào mà vừa lái xe máy vừa lái xe hơi, các bạn sẽ hiểu rất là rõ nha. Tại vì khi các bạn ngồi trong xe, mà đặc biệt cái xe mà giống như dòng sedan này, dòng thấp á, gầm nó thấp á, các bạn sẽ thấy là gần như đèn chiếu thẳng vô mắt rất là nhiều luôn nha. Bạn rất là khó chạy. Chỉ thoải mái nhất là chạy trên cao tốc các bạn, là không bị chiếu vô mắt thôi. Còn đi trong đường đô thị là cứ đèn xe máy chiếu thẳng vô mắt nha. Đó, chiếu thẳng vô mắt rất là nhiều. Và mình ở đô thị thành phố, cho nên là cái lưu lượng đó phải đâu, nó nhiều hơn gấp nhiều lần so với những khách ở vùng quê. Rất là dễ gây tai nạn. Cho nên là đèn 6 led mua chi quá trời. Mình bán lại các bạn nha. 100k 3 cái các bạn. 100k 3 cái bao ship nha. Con này sáng rất là sáng luôn á. Chạy 12V. Rất là sáng. Khách nào xài đèn sâu hay chữ U hay gì đó, thay cái này vô cho mình. Nó vừa sáng mà nó vừa tiết kiệm nữa nha. Vừa sáng vừa tiết kiệm. 100k 3 cái này xả lại nha. Không biết lỗ hay lời. Mấy cái IC đang xài mình để lại mình xài. Còn cái IC này trụ trụi là chắc là hư nè. Khách nào cần thì mình thảy ra mình tặng nha. Tặng kèm. Ok, xong một cái ở đây. Còn cái này nữa. Cục này thì nó bao gồm một cái cầu chì 10A, một cái dắt cắm, cộng với một cái lọc TDK 15A220 nha. Nguyên cụm inox. Cụm này mình bán các bạn 140k bao ship, giá tuột quần. Có luôn cái jack đầu vào, các bạn khỏi cần chế cháo thêm. Chế gì chế, 140k bao ship. Để ra ngoài luôn các bạn. Để mình thanh lý luôn nha. Dù không khách nào mua thì mình cứ giới thiệu tới luôn cho nó xong. Tiếp theo trong cái học này nha, mình sẽ moi những cái đồ giá rẻ rẻ. Bí kíp anh khách quý anh tặng. Mình chưa có thẩm được nha. Cái trình của mình hơi yếu. Trình độ của mình hơi yếu. Trình độ của mình là trình độ ngang mấy thợ đụng của các bạn. Đụng gì làm đó. Ở đây khách nào mua mình pass lại cái này. 1.500k của mình nằm ở đây. Liệu thử thách có bán được lại bao nhiêu? Bo này thật ra mình cũng đang sử dụng một số ứng dụng nha. Điều khiển xẹt vô, điều khiển động cơ bước các kiểu. Bo này là bo điều khiển xung. Bo điều khiển xung. Điện cấp vào 24V. Phát ra.
Con này là chuyên điều khiển động cơ không chổi than chế quạt các bạn. Nhưng mà cái bo này là bo nó xịn hơn tất cả những cái nào mình xài qua nha. Bo này là bên người bạn cung cấp, thực ra trên Shopee Lazada cũng có bán nha, hình như năm mấy ngàn cái. Bây giờ khách nào lấy hết đống này mình để các bạn đếm các bạn 40k cái bao ship. Đó. Mình chừa lại khoảng chừng chục cái mình để làm công việc các bạn. Mình ôm một cái lô. Các bạn nhớ lâu rồi mình có ôm mấy triệu tiền hàng motor, định là về ghép lại bán. Con này chạy được tất cả các loại động cơ nhớ bạn. Hoặc là khách nào mua lẻ thì 100k 2 cái bao ship nha. Đó, cho nó xong. Bán cho nó vui. Mua 50 cái là 1 triệu rưỡi là nhiêu ta? Không, hình như là 1 triệu mấy á. 50 hay 30 gì đó. Nhiêu coi? 2 4 hả? 4 4 8 1 2 3 nè. Cái này mình xài ha, một cái nè. 3 Cái này tự nhiên sao lẻ rồi ta. Ok. Tóm lại là khách nào mua thì cứ 100k 2 cái bao ship nha. Cái này loại này có chống ngược cực nè. Rồi mình thấy nó rất là ngon. Xung nó rất là êm so với những con khác. Hoặc khách nào mua hết thì cứ liên hệ nha. Mình sẽ thanh lý giá tốt. IC các kiểu. IC. Đây. Một thùng NN555 365. Thùng này gần như là còn nguyên zin, nhập từ Trung Quốc về. 100 cái. Hiện tại chắc mình lấy ra một vài cái các bạn. Cái này khách nào mua mình để lại cho các bạn cái này giá mà. Có giá nè các bạn. Bạn thấy mình mua 100 cái là 863.500 đã bao gồm phí ship. Đó, có thể mình lấy ra vài cái này nha. Thùng này mình bán lại các bạn 600k ha, 600k. Có thể lấy ra vài cái các bạn, mình nhớ không lầm là chỉ vài cái thôi. Vài cái mình làm cho khách. Bán lại 600k cái thùng này nha. Khách nào mua thì ủng hộ. Dọn dẹp kho luôn. Còn đây là đĩa, hai cái đĩa ấy. Cái đĩa SD ở trong cái ổ cứng đó các bạn. Không biết còn xài được không. Nói chung cây gì chắc bán 200, có khách nào mua về chế cháo không. Bán đại. Đĩa SD. Được 2 cây. Đi bãi thấy cái gì lạ cái lụm. Con này mua về chưa kịp nghiên cứu luôn các bạn ơi. Khách nào lấy mình để lại nè. 7280S à, 36-72V 120 độ à. Con này khách nào lấy mình để rẻ nha. Kỳ mua 1 triệu mấy ta. Triệu mấy đó. Giờ để các bạn lại 1 triệu nha. Khách nào lấy ra được không ta. Triệu. Còn cái bo này trên đây. Cái bo này trên đây có một con có ba con rờ le. 1 2 3. Bo này bán 150k bao ship. Đó. Các bạn lấy dây, lấy rắc, lấy rờ le, lấy IC, lấy các kiểu. Cơ bản á ba con này là rất là xịn nha. Ba con này rất là xịn này. Cái mạch này của Pana các bạn. Pana cho công nha. Con này của Om Rong. Om Rong hết nha, ba con Om Rong. 150k, dây nhóc luôn. Dây còn nhiều. Bữa hai cái bán một cái còn một cái. Một cái bo điều khiển động cơ DC. Những cái bo điều khiển động cơ DC nó cực hiếm trên thị trường các bạn. Nó rất là hiếm nha. Tại vì nó khó. Con này trong máy tháo ra nè. DC motor driver. Con này trong máy tháo ra nha. Nhưng mà mình chưa từng test qua nha. Chưa test qua. Thôi chiếc bo này để mình nghiên cứu các bạn ơi. Nha, cái này để lại nha. Ở đây một con MPPT còn sót lại, boost solar charge.
controller 24364860712. Con này mình sẽ để lại mình làm gì? 300W 48V. Sắp tới mình đang thiết kế một cái bàn để chuyên test những cái hệ năng lượng mặt trời này nọ, động cơ phát điện á chứ, lộn. Năng lượng mặt trời đâu đây? Thì mình sẽ xài con này. Con này thì xin giữ lại. Một cái đồng hồ đo ampere. Cũng không biết còn xài ngon không nữa. Cái này 120k bao ship nha, hàng của Nhật. Mình lấy về mình chưa kịp test các bạn. Mấy cái encoder này mình rất là nhiều các bạn. Các bạn có thể nghiên cứu toàn là hàng sống không á nha. Giờ không biết xài sao. Hàng mình tháo trong mấy cái sạc vô ra. Cái này 100k hai con này, khách nào về nghiên cứu nha. Ở đây còn tiếp một tụng. Đây cũng là N555 nhưng mà cái con này là con này nó sẽ có ưu và nhược điểm các bạn. Con này nó khác một chút với cái con mạch đỏ đỏ nha. Đỏ đỏ. À, này còn tụng nè. Nè, mày mình quá trời. Cầu chì nhiệt. Khách nào mua tặng luôn. Cái tụng này các bạn. Cái này khách nào đếm hết thì mình tính rẻ nha. Hoặc là 100k mấy con ta? 100k hả? 100k 20 con đi. Con này tóc có điều khiển, cái khách nào mà chưa từng xài qua xài thử nha. Con này với con màu đỏ đỏ, con này nó điều khiển tốc nó cao hơn. Led 9V. À, con này hàng bãi. À, cái con này kỳ, anh khách đã mua mấy chục con mà giờ không có hàng giao. À, led mí. Con này chuyên cho cái sân vườn các kiểu, cực đẹp luôn, 9V. Hàng mới chưa xài. Đi bãi các bạn, những cái lô này mình không ôm mình rất là tiếc luôn, hối hận nha. Bên bãi bán giá cũng được. Về để ngâm bán lại. Ha. Cho nên ở đây là những kinh nghiệm mà chỉ dân kỳ cựu đi bãi từ từ sẽ biết. Con này bán lại các bạn 140k bao ship nha, rất là đẹp luôn nha. Không biết mình mua nhiêu, bán đại. Nói chung giờ là bán đại bán lỗ. Còn khùng khùng ôm nguyên cây Autonic 1234 phát xung 20, chục X và chục Y. Ha, để đây chưa kịp ngó luôn, đóng bụi. Autonic này mình bao sóng các bạn hết nha. Cấp điện lên đèn hết nha, nhưng mà cơ bản thì các bạn tra cái data sheet của nó về các bạn vọc vạch nha. Chứ không tra thì cũng mò chua lắm. Đó, Autonic hàng rất là xịn. Những con này các bạn là chạy công nghiệp luôn á nha, chứ không phải là chạy chơi chơi nha. Nha, nói chuẩn công nghiệp luôn á. Cho nên các bạn có thể mua về lên những dự án nhỏ nhỏ. Cái này là mình lấy về làm dự án nhỏ nhỏ cho khách á. Nha, một trục hai trục này nọ đó. Nó có loại một trục nữa nha. Mình cũng mua một trục mấy cái luôn á, bây giờ mình quăng đâu không hiểu. Nó còn hai trục là mình thấy bán cái này họ bán như 100 mấy một con á, mình mua hết 4 con. Đó. Khách nào nghiên cứu thì mình chia lại 150k một con bao ship nha. 100 mấy. Hàng bao sóng. Các bạn thấy có chân RXD và TXD không? Đó. Là hai chân này là hai chân mà sẽ các bạn sẽ làm gì ta? Khi đổi chương trình vô á, nó sẽ nháy. Nhấp nháy. Một con AVR tự động mua bên Trung Quốc về chưa kịp ngó nó luôn. À, mắc 90V.
DC240VAC input software. Con này mấy cái khách review rất là ngon, mình chưa kịp làm gì tới nó luôn. Đây là các bạn 200 bao ship nha, mình mua hình như là 208 cộng tiền ship tới 300 ngoài, hàng mới chưa xài, bao sống. Thấy khách đánh giá làm sao quá trời, mua ủng hộ shop của Trung Quốc, giúp Trung Quốc giàu và lớn mạnh. Ok, hết xuống dưới đây nha các bạn. Ở đây mình có mấy cái nguồn này, nhưng mà mình bây giờ bán khách nào về mò được không? Mình bao sóng thôi chứ không bao kích nha. Kích mình bó tay rồi. Cái này mình mua 2 con ha, 2 con. Nó ra là 54V, 46A, 2500W maximum. Đó. Nhưng mà một con mình bỏ lăn lóc bên kia, không biết kích như thế nào các bạn. Cái này kích mới được nha, không kích nó không chạy các bạn. Không biết kích cho chân nào ở đâu. Thôi mệt quá thôi ngưng. Có tờ mua để rẻ cho các bạn, con này 300 bao ship, 208 cũng được nha, bao ship. Chứ con này mình con này mình mua hình như 400 mấy. Con này kích xong các bạn bán 800, khách mua trong một nốt nhạc nha. Tại vì cái hệ này rất là cần. Đây một con nữa cũng không biết kích, mình cũng tháo bung bát bên kia, mình quăng bên kia. Nó ra 48V 2000W nha. Cũng bỏ ra luôn, tra mã các kiểu. Đây nè các bạn, nói có sách nè, mắt có trứng nè. Mở ra từ lưa nè, giờ không biết kích làm sao hết trơn thôi. Đó. Không biết chừng nào kích hết á. Đây là một con nha. Nè, con thứ hai nè. Đây nè. Đó, không biết kích. Bỏ ra nằm để lăn lóc ở đây. Ok, trên đây là hết nha. Còn cái này khách nào mua mình bán lại 60k một con các bạn. Có 3-4 con gì đó. Khách nào về nghiên cứu bắt nhìn cha băng 60k một con. Delay. Ok, xuống dưới đây nha. Chút xíu. Ở đây mà các bạn thấy mình xả nó cũng muốn cạn hết nè. Cái bo này thì mình bán 50k một bo. Bo này là điều khiển động cơ DC cho mấy cái thằng này nè. Này hàng của Mỹ. Cho mấy cái cây trượt trượt đó, nhưng mà mình không biết xài nha. Không biết điều khiển kiểu gì. À, nhưng mà nhìn rất là hoành tráng, 50k một cái. Ở đây mình thấy là có cổng 12 cộng nè, input. Đây là output nha. Bên in về bên out. Một cái moon. Cái này mình để mình xài các bạn. Moon step motor driver. Cái này để đi bãi có, mình lấy thêm cho các bạn nha. Lấy thêm về bán nha. Hiện tại cái này mình để mình xài. Cái này cũng để xài. Cái này liên quan đến CNC. Cái này chưa từng mò qua, thấy lạ lạ. Khả năng điều khiển analog hoặc chân RS422485. Ha. Con này mình sẽ nghiên cứu nó sau. Này kiểu như dimmer các bạn ha, dimmer. Đó, khi các bạn đưa đồng hồ vào đây nè, các bạn vặn thì cái biến trở nó sẽ thay đổi nha. Mắc nối tiếp vào 1 giây. Cái này nó điều khiển điện 220 nha. Các bạn điều khiển điện DC cũng được nha. Cơ bản nó chỉ thay đổi cái biến trở thôi, nó cản dòng điện lại. Cái này 100k bao ship nha. Đó, xả rẻ. Báo từ bên. Cái này đi bãi lụm. Điều khiển xung 20. Nói chung là cái này để mình nghiên cứu.
Cái này cũng nằm trong cái thuộc hệ hàng nghiên cứu, cũng là điều khiển. Con này điều khiển động cơ bước, cơ bản là phát xung các bạn, nhưng mà cơ bản là chưa mò qua. Con này cũng Mỹ, cũng là cái này chính là cái driver nha. Nhưng mà driver con này hơi lạ lạ, nó chơi toàn chân cắm không, cũng chưa mò qua các bạn, chưa mò qua. Đế nhôm rất là đẹp. Con này các bạn mua 100k bao ship nè. Ok, đây là những con mình bán nè. Cái này chính là cái relay, cái coi 24V, và cái dòng chịu đựng của nó các bạn sẽ thấy nha. Nó xài được 1HP nè, 2HP nè, điện 220 thì xài 2HP, điện 120V, 110 gì đó thì xài 1HP. Còn điện nói chung dòng cái maximum dòng tối đa là 25A, rất là dữ nha. 25A, 240V một pha. Con này là rất là dữ luôn. Ôm rong. Coi nó coi 24. Con này máy CNC mình cũng xài một hai cái các bạn. Hai chân này là vào 24. Ở đây nó sẽ có hai cặp thường đóng và thường mở. Hai cặp. À không. Hai cặp này là tức là khi có relay nó sẽ đóng lại nha. Hai cặp này là hai cặp thường mở nha, hai cặp luôn. Đó, cho nên khách nào mà điều khiển muốn các bạn ở quê á, mình thấy bơm nước các bạn hay xài cầu chì trực tiếp nha, hay xài cầu chì trực tiếp, cầu dao các bạn gạt lên gạt xuống á, rất là nguy hiểm. Các bạn làm một cái tủ điện nho nhỏ, có một cái con này trong đây, thì các bạn chỉ việc đơn giản. Còn cái nguồn 24 này các bạn mua một cái adapter nhỏ nhỏ các bạn ha, là toàn bộ tủ điện á, nó là điện 24 nha. Chỉ có cái cặp này là nó đang là relay 220 thôi, ví dụ như bạn xài 220, nhưng mà nó rất là kín, nó không phóng tia điện các kiểu. Chỉ đơn giản các bạn nhấn một nút nhấn, hoặc là làm cái điều khiển từ xa. Bắt buộc phải có con này nha, khách nào làm điều khiển từ xa thì bắt buộc phải có mấy con này. Con này có nhiệm vụ đóng mở công tắc. Mình bán hai con này 100k bao ship. Giá này phải nói là cực rẻ nha. Đi bãi cũng không có giá này nha các bạn. Cái này mình thanh lý. Made in Indonesia, hàng Omron, hàng của Nhật. Đó, 100k hai con. Khách nào về hai con này là các bạn đủ làm rất là nhiều đồ luôn á. Hoặc khách nào làm smart home á, Smart Home thì các bạn gom cần chục con này về là các bạn làm đủ hết cái gia đình của bạn luôn. Smart Home. Lúc trước mình hay nghiên cứu chơi cái Smart Home các bạn, này kia làm này kia, dàn phơi đồ tự động, rồi tự động chiếu sáng, rồi tự động cảnh báo có người, rồi các kiểu. Bây giờ mệt quá không chơi nữa. Con này cũng giống vậy nha, cũng không giống vậy nhưng mà nó nhiều chân hơn thôi. Đó. Nó cũng là coi 24, cũng là hàng xịn. Đó. Khách nào cần thì lấy nha, cứ 100k hai con. Còn tụ này khách nào cần mình cho nha, mình tặng. Nói cho thì nó hơi ghê các bạn, nó tặng nha. Không rõ còn xài ok không, nhưng mình nghĩ còn ok. Cái này 50k nha. Công tắc đóng mở cửa, nó còn luôn cái chấu mà các bạn về khỏi chế. Đó. Còn luôn cái khóa. Đó. Khách nào có máy CNC hay máy gì đó ha, hoặc là làm thiết bị an toàn. Các bạn biết ở ngoài khu mình ngoài kia có một cái cửa cổng chạy bằng remote điều khiển. Đó. Đôi khi mình thấy nó quá nguy hiểm luôn. Các bạn biết mở hí ra đúng không? Xong rồi bọn trẻ nó chơi, nó đứng ở giữa. Cái đó nó kẹp cho một khác là các bạn biết là không thể dừng lại nha. Hệ thống nó mạnh cỡ nào, tại vì cái cửa đó khở mình độ tầm 300kg. Nó quá nguy hiểm các bạn, không có hệ thống sensor nào mà an toàn hết. Chỉ đơn giản là công tắc nó chạm một cái là đi một mạng. Cho nên là mình nổi da gà luôn nha. Thường thường là người Việt mình ý lắm các bạn, ý lắm.
Không phải y các bạn, tức là bản thân mình thì làm cho công ty Nhật hơn 10 năm, mình hiểu rất là rõ cái những cái an toàn. Còn nhiều người chưa từng tiếp xúc qua thì họ cảm thấy như vậy là an toàn nhé, không bấm thì không chạy nhé. Nhưng mà các bạn biết bây giờ xung quanh các bạn những cái thiết bị cùng cái sóng tần số đó rất là nhiều, vô tình chỗ khác nó bấm một phát đây nó cũng chạy thôi luôn. À, cho nên là ớn ớn, cho nên có cái này rồi các bạn, à, có cái này rồi á là nó khỏi chạy nha. Trừ khi nào các bạn đóng cái cửa cái cục thì cái ông tắc kia nó mới ăn đó, đó nó phải có điều kiện. À, ok, khách nào cần thì liên hệ nhé, mình xả một số đồ và tiếp tục xả tiếp các bạn. Khu này mình sẽ cẩu dọn 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 cái lớn qua nha, mấy cái đồ trong kia mình sẽ thanh lý hết, thanh lý. Khu này cũng rất là nhiều đồ các bạn, khu này là những cái tháng tư lên luôn nha, mình sẽ khui ra khu này còn nhiều lắm, khu này cũng rất là nhiều đồ, khu này cũng vậy. Đặc biệt khu trong đây là các bạn ve chai là bao luôn á, rất là nhiều ve chai trong đây luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Sáng nha, từ trưa, trưa giờ cũng được ít đơn. Chiều gói thêm một số đơn nữa, giao khách. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video.